Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên một video chia sẻ cô chú anh chị mình những cây cách lây da có tại vườn nha. Để anh chị cô chú mình cùng sưu tầm nha. Thì đầu video chia sẻ cho anh chị mình một cây màu đỏ rất là đẹp, cây Pet Python màu đỏ nha. Đây, cây đã trồng thuần bằng vỏ thơm rất là đẹp luôn. Mặt hoa em sẽ để trên màn hình cho anh chị mình theo dõi ha. Mặt hoa, mã số và tên cây lúc này cũng sẽ để trên màn hình để anh chị mình khi xem video mình sẽ nhìn kỹ hơn về cái mặt hoa của nó, để mình thích sưu tầm cái dòng nào thì mình cứ ghi lại mã số rồi mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại em cũng có để trên màn hình rồi, và phần ghi chú của video á, phần mô tả thì anh chị mình có thể liên hệ với em để mình cùng đặt hàng sưu tầm nha. Giá chia sẻ cho anh chị mình mã C6 Pet Python này là 180.000 một chậu, cây đã trồng bằng vỏ thông, rễ ấm chậu rồi nha, rất là đẹp luôn. Rễ ấm chậu rồi, cây này thì rất là khỏe, rất là đẹp, hoa màu đỏ, hoa to và rất là thơm nha. Cây hoa màu đẹp lắm và thân lá cũng cực kỳ đẹp luôn. Thân lá chị coi nè, thân lá cây này rất là đẹp, chỉ có 180.000 một chậu thôi. Chốt cho em mã C6 nha, mã C6 Pet Python. Đây chậu cây cho anh chị mình xem, cây em bán trên đưa trên video như thế nào thì size cây gửi cho anh chị mình sẽ trung bình bằng với cây trên video như thế này nha. Và cây đã trồng lại vỏ thông rồi, rất là khỏe luôn, cho nên anh chị mình mua về mình trồng, mình treo lên, mình chăm sóc và mình chờ ngắm hoa thôi. Cách đây ra thì những cây mà em chia sẻ cho anh chị mình đều là những cây xuyên hoa, hoa quanh năm, cho nên chỉ cần ví dụ như một thân nè anh chị thấy không, khi mà đẻ thân mới như thế này thì thân mới này đủ lực khỏe thì nó sẽ phát triển và cho nụ cho hoa nha. Đó, thân cây mẹ như thế này thì mắt vũ sẽ nằm ở dưới đây đó, thì khi cây này trưởng thành lớn rồi thì cây mẹ nó sẽ làm nhiệm vụ đẻ thân mới, và thân mới khỏe mạnh thì sẽ cho hoa nha. 180.000 chốt cho em mã C6 nha anh chị mình, C6 180.000. Lên tiếp cho anh chị mình một cây hoa chùm rất là đẹp luôn, Penny Highland. Đó, cây này màu sắc cực kỳ đẹp, hoa chùm nha. Cây này cái giống thân lá của nó rất là cao to. Cái cây này hoa của nó màu giống dạng như màu xanh cốm á. Và ở hai bên cánh của nó nè, ở điểm nhấn ở giữa cánh nó sẽ chạy màu tím đậm rất là đẹp luôn, lưỡi màu tím đậm. Đó, cái bịch, cái ở giữa cánh với lại cái lưỡi á, nó sẽ cùng tông màu với nhau, tạo nên cái điểm nhấn của hoa rất là hài hòa, rất là đẹp. Đó, cách đây da nó phối màu hoa thì nó cực kỳ hài hòa và sắc nét, cho nên chị mình sưu tầm. Đó, mình xem mình thấy ưng mẫu nào thì mình nhanh tay mình ghi lại mã số và gọi điện cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo để mình đặt hàng nha. Penny Highland size cây này thì size cây đã trưởng thành và bắt đầu có thể cho hoa bó được rồi nha. Dạ, mã chốt cho em là mã T11. Cây này size cây đã trưởng thành và lên thân mới này thì có khả năng là sẽ cho hoa bó nha. Hoa chùm, cánh hoa khá là dày cho nên sẽ rất là bền bông và hoa thơm nha. 150.000 thôi, chốt cho em mã T11. T11 150.000. Đây, cây này anh chị mình trồng cây nó còn lực cao to nữa nha. Tại nó là hoa chùm. Hoa chùm này cây lực cao to thì chùm hoa sẽ rất là nhiều hoa. Và cây này cũng là rất là dễ hoa nữa. Hoa chùm thì nó cực kỳ dễ hoa, xuyên hoa. 150.000 cho em thôi, mã chốt T11 nha anh chị mình. T11 hoa chùm cực kỳ đẹp luôn. Rồi, lên cho anh chị mình một cây màu vàng cắt lớn rất là đẹp luôn. Cây này cây mới của Đài Loan nha. Cây này là cây của Đài Loan, cây nào hàng Đài Loan sẽ báo cho mình hàng Đài Loan, tại vì hàng Đài Loan cây nó rất là ít, số lượng nó rất là ít, không có nhiều, cho nên là anh chị nào mình thích thì nhanh tay mình chốt giùm em nha. Cây này là cây đồng vàng, mặt hoa, tên cây em sẽ để trên màn hình cho mình, tại tên cây nó khá là dài. Đó, mình chốt cho em mã chốt là mã D3 nha, mã D3, gọi tên tiếng Việt cũng là cây đồng vàng, và đây là một cái cây mới. Cây này là cây mới của Đài Loan nha, mặt hoa là mặt hoa mới tinh luôn, cây này về lô đầu tiên ở Việt Nam mình. Giá chia sẻ cho cô chú anh chị mình là 250.000 một chậu đồng vàng như thế này. Thì size cây này là size cây đã trưởng thành và thân tiếp theo là có thể cho hoa bó rồi nha. Đây, chậu cây size cây nó bằng như thế này. Đây là cái lô cấy đầu tiên về Việt Nam mình, mặt hoa mới luôn nha anh chị mình, đồng vàng, và cây này là cây cát của Đài Loan. Ở cát này là cây giống của Đài Loan, 250.000 chốt cho mã D3 nha. Một cây màu vàng hoa to cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây này mặt hoa mới luôn nha anh chị mình. Điểm nhấn của nó là ở trong họng của lưỡi của nó đó là có cái đường gân màu đỏ chạy, nhìn rất là lạ, rất là đẹp luôn. Ở chỉ 250.000 thôi, một cây cát của Đài Loan, rất là số lượng cũng không có nhiều đâu nha anh chị mình. Cây này số lượng cũng rất là ít, không có nhiều. Rồi, lên cho anh chị mình một cây Dolosa. Thì cây này nó ở trong vườn bị sâu cắn cho nên em cũng không hay. Dolosa 33, mã của nó là mã M6 nha, M6. Cây này hoa chùm màu trắng, hoa thơm nha, màu trắng tinh, hoa thơm. Cánh hoa màu trắng tinh luôn, đây để gần cho chị mình xem nè, ha, hoa trắng thì nó sẽ điểm, nó sẽ có một chút chút ở cái lưỡi của nó sẽ là hơi vàng một xíu, nhưng mà không có cây nào trắng tinh hoàn toàn, rất là hiếm, mà thường nó sẽ có một chút ám vàng ở cái lưỡi đó, màu trắng tinh luôn, hoa chùm. T
Sai cây chia sẻ cho anh chị, mình sẽ bằng với cái chậu hoa này 150.000. Mã chốt treo là mã M6. Cây này thì trồng bằng than nha. Cây trồng thường bằng than. Thường nó vườn rất là lâu rồi. M6 150.000 thôi anh chị mình. Mặt hoa rất là đẹp, rất là thơm. Màu trắng luôn, hoa chùm nha. Cây này hoa chùm cực kỳ đẹp luôn. Mã M6 150.000 thôi nha anh chị mình. Cây này số lượng em cũng còn rất là ít. Cây này á, vừa rồi ở những hội thi hoa lan vừa rồi nè, có mấy anh chị mang đi cái chậu Dolosava 3 này, một cái chậu to. Nó ra chùm nhìn lực rất là đẹp. Cây này là ở trồng ở khu vực mấy anh chị ở Lâm Đồng á. Thân cây nó lực nhìn to và hoa chùm rất là đã luôn. Cây này hoa chùm nha. Anh chị mình trồng ổn lượng định thuần ở vườn. Hoa chùm sẽ rất là đẹp, nó ra một lần thường khoảng tầm 4-5-6 hoa luôn á. Mà nó đẻ con ra nhiều nhánh chậu to nữa. Thì sẽ rất là nhiều hướng hoa nhìn rất là mê. Đợt em cũng có up một cái clip ở hội thi ở Vũng Tàu cũng có một chậu nè, rồi ở hội thi có một hội thi thì hồi đây không đi thì một cái chậu mà màu trắng mà trắng tinh như thế này mà nở rất là nhiều hoa và nhiều hướng, nó nhìn rất là mê luôn. Chốt chơi mã M6 nha. Anh chị nào mà thích chơi hoa liên tục thì mình chơi những cây hoa chùm thì nó xoay hoa xuyên hoa, cho nên là mình nhìn một cái chậu hoa rất là nhiều hoa nhìn rất là mê luôn. Rồi lên cho anh chị mình một cây Nhật Thịnh nha. Cách Nhật Thịnh cho em. Nhật Thịnh bông siêu to luôn và rất là thơm. Nó là màu tím, giống như màu tím tím cánh sen á. Tay cây em đã trồng thường bằng vỏ thông rồi, chia sẻ cho anh chị mình giá siêu mềm luôn, chỉ có 130.000 một chậu Nhật Thịnh như thế này. Đó, Nhật Thịnh cây đã trồng thường rồi, mặt hoa em để trên màn hình cho những cô chú anh chị nào mà mình chưa biết mặt hoa của nó mình để mình xem tham khảo ha. Đó, 130.000 thôi, chốt cho em mã C20. C20 cát Nhật Thịnh nha anh chị mình. Cây này là cây rất là xưa rồi, rất là lâu luôn. Cây này có mặt ở Việt Nam mình rất là lâu. Hoa cực kỳ to và thơm. Nó Nhật Thịnh, hoa nó xoay hoa đạt cực đạt luôn, phải 18-19 cm luôn anh chị mình, rất là to. Anh chị mình trồng lực cây lực to, khỏe thuần vườn thì nó sẽ đạt cực đại là khoảng 18 cm. Em nói đây là đạt cực đại khi cây mình lực khỏe nha. Còn bình thường nếu mà mình trồng cây mà ví dụ như thiếu nắng hoặc cây mình nó không sức, nó chưa có đủ lực thì nó sẽ tầm 14-15 cm. Nhưng mà hoa nở lần này lúc đầu cũng rất là to, phải trên 14 cm, 13-14 cm thì hoa khá là to rồi đúng không anh chị mình. Đó thì so với cái tùy theo cái sức khỏe của cây, thì khi mà cây mà đã lực đạt cực đại luôn thì nó phải là 18 cm, hoa to và thơm luôn nha anh chị mình. Cát Nhật Thịnh rất là mềm luôn, giá chỉ có 130.000, chốt cho em mã C20 nha. C20 cát Nhật Thịnh. Rồi lên cho anh chị mình một cây Dinh Núp Xì Mai. Cây này cây màu cam nha anh chị mình. Cây này thì thân lá nó ngắn nhỏ thôi. Thân cây này thì lá ngắn nhỏ như thế này. Đây, đưa tay cho anh chị mình xem. Nó chỉ cỡ vậy thôi. Nhưng mà size này size trưởng thành và trong lô rất nhiều cây có bông rồi nha. Và cũng có bông ở vườn nhà em rồi. Cây hình hoa mẫu là cây cùng lô với cây này nở hoa. Đó, đó là màu cam, lưỡi màu đỏ và tia có tia cánh đỏ. Nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho cô chú anh chị mình một chậu như thế này giá 200.000. 200.000. Cây trồng thường bằng vỏ thông rồi. Mã chốt cho em mã A26. Cây này cây cát hoa to nha anh chị mình, hoa to nha. A26 200.000 một chậu Dinh Núp Xì Mai rất là đẹp luôn. 200.000. Anh chị mình chốt liền cho em mã A26 cát hoa to nha anh chị mình. Rồi B20 vua mèo cho anh chị mình sưu tầm, cây rất là đẹp luôn. Đây. Vua mèo thì thân nó ngắn như thế này. Anh chị mình trồng ở xứ lạnh thì nó sẽ còn lực to hơn nữa. Ở miền Nam mình thì khí hậu nó hơi nắng nóng thì thân nó sẽ không phát to như là ở miền Bắc và ở Lâm Đồng. Đó, thì sai cây là nhìn nhưng mà nó rất là lực, rất là to nè anh chị thấy không? Nó chia sẻ cho anh chị mình giá 200.000 một chậu vua mèo như thế này. 200.000 một chậu cát vua mèo nha. Đây, cây đây, cây này sai cây cũng đã trưởng thành rồi, lên thân mới là sẽ cho hoa bói nha, bắt đầu lên thân mới là có thể cho hoa bói nha. Cây vua mèo rất là đẹp luôn. Cây này thì khỏi phải nói, hầu như những anh chị nào biết cái lan cách đại gia đều biết vua mèo. Đó, bật farm để cho màn hình những anh chị nào mà mình mới biết cái dòng lan cách đại gia thì mình sẽ biết được cái mặt hoa của nó ha. Mã C20 giá 200.000 một chậu cho em ha. 200.000 cách vua mèo cực kỳ đẹp luôn. Cây này thân lá to đẹp lắm anh chị mình. Rồi lên cho anh chị mình một cây màu vàng hoa to, khuôn hoa tròn rất là đẹp luôn. Na coi chia sĩ delay ra. Mã chốt cho em là mã T15. Cây em của bảo trồng thường bằng vỏ thông. Dòng na con như sĩ delay thì thân lá của nó khá là mảnh khảnh như thế này. Thân lá của nó khá là mảnh khảnh như thế này. Đó, chia sẻ cho anh chị mình giá là 160.000 một chậu na con chia sĩ delay ra. 160.000. Đó, 160.000 nha, na con chia sĩ delay ra cực kỳ đẹp luôn.
Anh chị nào mình thích thì nhanh tay mình đặt hàng, mình chốt liền cho em cây na con chơi sĩ delay ra này nha, màu vàng lưỡi đỏ, khuôn hoa tròn và đẹp lắm nha anh chị mình. Khuôn hoa tròn rất là đẹp luôn. Thì anh chị mình xem hết clip của em á, mình thích cái mẫu hoa nào thì mình cứ ghi lại mã số, mình kết bạn Zalo với em số 0933124442 hoặc là mình gọi điện trực tiếp qua số điện thoại, nhắn tin qua số điện thoại để mình đặt hàng nha. Thì đây em có cây 074 nữa. 074. Đây rất là đẹp luôn. 074 này là cây 074 tem nha. Nhưng mà hàng tem này bây giờ siêu hiếm luôn rồi anh chị mình, không có hàng luôn. Đó, không có hàng luôn. Đó. Rất là đẹp luôn cho anh chị mình. Cây này thì em có cây chia sẻ cho anh chị mình tùy chậu. Chậu khoảng tầm 4 thân thì giá 250.000. Chậu khoảng tầm 4 thân là 250.000 nha. Đó, anh chị nào mình thích thì mình có thể kết bạn Zalo với em và em inbox em sẽ gửi cho mình chậu cây để mình xem mình tham khảo ha. 074 tem, một cây rất là đẹp luôn, cây tem nhưng mà cây này hiện tại thì số lượng nó không có, rất là hiếm luôn. Cho nên những anh chị nào mình mà trước mình có sưu tầm cây này thì mình cứ để mình trồng và mình nhân giống. Ở sau này mình có thể chia sẻ lại cho bạn bè này hoặc là mình dùng mình đổi cây cũng rất là ok nha. 074 tem rất là đẹp luôn. Cây này nở lần nào cũng chuẩn hoa, rất là đều đặn, rất là đẹp. Đây có mặt hoa cây đa con gia sĩ delay dark orange, em quên xách cái cây ra rồi. Lúc nãy xách cái chậu ra biết bỏ đâu rồi. Rồi đây cho anh chị mình xem na con chia sẻ delay dark orange, một cây màu cam rất là đẹp luôn. Cây này có cây chia sẻ cho anh chị mình 160.000. Thì size cây của nó sẽ tương đương với lại cái na con ra này. Nó sẽ tương đương bằng với cây na con ra này nha. Thì anh chị nào mình muốn xem cây thì mình inbox qua Zalo cho em để mình xem cây. Thì size cây nó sẽ tương tự bằng với cây này. Đó, nó sẽ tương tự bằng như này. Thì dòng na con chia sẻ delay thì nó sẽ thân nó mảnh khảnh thôi. Như em chị mình thấy đó, cái cây em chọn dòng chậu tác phẩm to như thế này em trồng mấy năm rồi, rất là lâu rồi đó, mà thân lá của nó cũng khá là nhỏ chứ đâu có to đâu, đúng không đó, nhưng mà nhìn hoa của nó rất là đẹp luôn. Cho nên anh chị mình đừng có nhìn cây nhỏ mà mình nghĩ là cây nó yếu ha, tại do giống cây của nó thân lá nó nhỏ thôi. Ở na con chia sẻ delay dark orange, mình có thể nói viết tắt cho em là dark orange nha. Rồi cây này thì chia sẻ có chậu chia sẻ cho mình là chậu chưa hoa 160.000. Anh chị thích thì nhanh tay mình chụp màn hình mẫu hoa này mình gửi qua Zalo cho em ha, rất là đẹp luôn. Rồi anh chị mình đi thích mặt hoa nào thì mình cứ ghi đại mã số, gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua số Zalo 0933124442. Em có để số điện thoại trên màn hình để cô chú anh chị mình tiện theo dõi mình mẫu hoa nào sưu tầm thì mình cứ ghi đại mã số cho em ha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem hết clip của em mà em xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.